Nếu đã từng đi máy bay, có lẽ bạn sẽ để ý một lỗ nhỏ nằm phía cạnh dưới của cửa sổ. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này có nhiệm vụ cân bằng áp suất trong máy bay. Khi nhìn kỹ vào cửa sổ, bạn sẽ phát hiện ra kính cửa sổ được bạn tạo thành 3 lớp riêng biệt, thường được làm bằng vật liệu acrylic. Mục đích của lớp acrylic trong đó là để bảo vệ cho hai lớp phía bên ngoài. Khi máy bay càng lên cao, áp suất không khí càng giảm, áp suất trong không khí bên ngoài thấp hơn rất nhiều so với không khí bên trong máy bay, gây nhiều tác động vật lý có hại đến cửa sổ máy bay. Hệ thống cân bằng áp suất bên trong máy bay sẽ điều chỉnh cho áp suất bên trong máy bay ở mức an toàn và dễ chịu cho hành khách. Lớp acrylic ở giữa và ở bên cùng cửa sổ máy bay sẽ phải chịu áp lực do suất chênh lệch ra bên ngoài. Cả hai lớp này đều có chịu ảnh hưởng lực ép của áp suất, song nhờ có chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ nên chỉ có lớp ngoài cùng phải chịu lực. Yếu tố quan trọng, ông Marulos Munkers, giám đốc công nghệ GKN Apispace, chia sẻ, mục đích của lỗ thở nhỏ nằm bên trên tấm giữa là để cân bằng áp lực giữa bên trong khoang hành khách và khoảng trống nằm bên giữa các tấm acrylic. Do đó, áp lực của khoang hành khách sẽ chỉ ảnh hưởng tới tấm bên ngoài cùng. Trong trường hợp tấm acrylic ngoài cùng không thể chịu được áp lực, gần như không bao giờ xảy ra, và bị nứt vỡ, tấm giữa sẽ đóng vai trò thay thế cho tấm bên ngoài. Dĩ nhiên, chiếc lỗ nhỏ bên trên tấm giữa sẽ có một luồng khí nhỏ đi qua, song hệ thống cân bằng áp lực sẽ giải quyết phát sinh còn lại. Chuyên viên kỹ thuật hàng không cao cấp của Boeing cho biết chiếc lỗ này giúp ngăn hơi ẩm và tuyết bám tụ lên trên cửa sổ. Điều này lý giải vì sao cửa sổ của bạn không bị mờ hoặc mỗi lần lên máy bay đi qua các đám mây. Trong những chuyến bay dài, một lớp tuyết mỏng có thể tích tụ bên trong khu vực xung quanh lỗ thở, vì nhiều hành khách có thể đạt đến độ cao mà không khí phía bên ngoài có thể sụt giảm ở mức âm 57 độ C.